Xin chào điện tử Phương Nam ở Bình Dương và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiến hành test một cái đơn hàng cho khách hàng là điện tử Phương Nam. Ở đây anh có đặt hàng bên em bao gồm là một cái mạch khuếch đại công suất 24 sò một kênh. Sò ở đây là sò 0302 và 0281. Sò là JVK nhé. Đơn hàng này anh đặt mua ở trên Lazada và được vận chuyển bởi đơn vị giao hàng nhanh. Với tiền hàng và tiền vận chuyển đến khi nhận hàng anh thanh toán là 1.868.000. Một con số rất đẹp, 868. Ok, và cái sản phẩm này thì nó sẽ đi kèm bao gồm là một cái bộ rắc cắm cùng với các cái ke góc, 4 ke góc và con ốc vít để chúng ta cố định cái mạch này lên trong các cái thùng máy. Mạch này thì nó sử dụng nguồn đối xứng DC từ 65 cho đến 100V đối xứng DC. Trong trường hợp này thì em đang sử dụng một cục nguồn 50V đối xứng cấp nguồn vào cho cái mạch lọc nguồn. Đây có mạch lọc nguồn này. Mạch lọc nguồn thì nó sẽ đưa ra cho 3 dây. 3 dây này nó sẽ đưa vào trong cái chân V trừ, V cộng và GND. Đây là cấp nguồn chính nhé. Nguồn chính cho mạch. Còn nguồn phụ thì em đang cấp cái nguồn 15V đơn AC. Đây 15V đơn AC vào trong cái rắc có ký hiệu là 12-15V đơn AC. Qua tán nhiệt em đã kết nối rồi. Loa em đang kết nối hai loa bát 25 và tín hiệu đã cho vào rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành cấp nguồn vào và test sản phẩm. Chúng ta đợi 3 đến 5 giây sau thì ở trên cái mạch này nó có một bóng đèn xanh dương sáng lên cùng với cái rơ le nó đã bật lên. Rồi bây giờ em sẽ sử dụng một bài nhạc để test cái sản phẩm này. Và nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video hoặc các bạn có thể truy cập vào website linhkien789.vn để đặt hàng. Ngoài ra thì bên em còn bán hàng ở trên Sendor, Shopee và Lazada. Các bạn có thể xuống cái phần bình luận video này, mình để link mua hàng dưới đó, các bạn tích trực tiếp vào đó để đặt hàng nhé. Mạng nó đang bắt cái wifi ở một nhà hàng xóm nên là nó hơi chậm. Em sẽ sử dụng một bài hát của Electrolyte của NCS. Như vậy là để cho các bạn biết được rằng là hiện tại mình đang kết nối loa vào cái mạch này đang hoạt động nhé. Thank you.
như vậy là tất cả chức năng của mạch hoạt động rất là tốt. Bây giờ em sẽ rút nguồn ra và tiến hành đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh. Thì trước khi tháo chúng ta cần phải xả nguồn cái tụ nó đang tích ở trong đây. Các bạn biết rồi, nếu như mà cái mạch này chúng ta cấp vào cái nguồn đối xứng ở đây là 100V đối xứng đó, thì tổng cái nguồn điện nó sẽ làm 200V. Nó rất là cao, mà con tụ này toàn là tụ 10.000 mi thôi. 4 con nữa, có thể đủ giật chết người đấy. Nên là cho nên là chúng ta phải lắp rất là cẩn thận nhé. Đấy, nó đang tích một chút. Và chúng ta cần phải xả nguồn ra để tránh trường hợp là nó điện tích trong tụ rồi nó phóng ra nó giật vào tay. Bây giờ sẽ tháo ra đánh dấu ký hiệu. Mạch này thì chúng ta rất là thích hợp trong những trường hợp ví dụ như các bạn muốn trong cái cục đẩy mà nó có cái mạch công suất bị chết, bởi vì là nó hỏng rất là tàn, chúng ta không thể sửa chữa được hoặc là sửa chữa nó cũng không được tốt, không được lâu dài, thì cái giải pháp tốt nhất là chúng ta nên mua cái mạch khác giống như cái mạch này, chúng ta thay cá mạch luôn. Đó là đối với các bạn nào mà sửa nhiều lần nhé. Còn đối với người dùng á, các bạn cần phải am hiểu chút về điện thì các bạn mới làm được cái mạch này tự ráp được vào trong đó. Còn nếu không am hiểu thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của các anh thợ điện tử xung quanh ấy, xem là cái mạch này nó có tàn quá hay không, có cần phải thay đổi không thì chúng ta nên thay đổi như thế này. Và các bạn yên tâm là cái mạch này mình nhập nguyên cái nguyên chiếc như thế này tại bên Trung Quốc. Vì vậy là tất cả sản phẩm nó được làm hoàn thiện rất là cao. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những mối hàn này rất là đầy đặn, có nghĩa là các mối hàn nó đều nhau, nó đầy đặn lắm, cho nên là chất lượng nó rất là tốt, chứ nó không phải là chê, nhưng mà thực tế là những cái mạch mà đã được ráp tại Việt Nam á thì được làm thủ công, cho nên là chúng ta nhìn cái mạch nó sẽ không được đẹp. Chúng ta nhìn mạch thôi cũng đã biết được là cái chất lượng như thế nào rồi. Các bạn có thể thấy nguyên một giấy bốn con điện tử này, tất cả các cái chân nó đều tăm tắp, cùng với đó là các cái chân mối hàn nó được hàn đầy lên trên đây luôn, cả mặt sau và mặt trước nhé. Mặt sau này nó cũng hàn thiết, mặt trước nó cũng có thiết luôn. Đấy, nhìn nó rất là sạch sẽ. Các cái con ốc, con vít của cái con sò này thì người ta vít có 3 lớp đệm nhé. Lớp đệm đầu tiên là lông đen to nhất này, lớp đệm thứ hai là lông đen nhỏ này, lớp đệm thứ ba là cái con một cái đệm chống xoắn ốc ra tự nhiên đấy. Đây là ký hiệu sản phẩm anh rồi. Ok, như vậy là xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn điện tử Phương Nam, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.